Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu quả dự lưu còn chẳng thể được, cầu quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu quả vị độc giác cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc, thì đó là điều không có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng năm loại mắt cầu sắc chẳng thể được, cầu thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể được, cầu nhãn xứ chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng chẳng thể được, cầu sắc xứ chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể được, cầu nhãn giới chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng chẳng thể được, cầu sắc giới chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể được, cầu nhãn thức giới chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thể thân ý thức giới cũng chẳng thể được, cầu nhãn xúc chẳng thể được, cầu nhĩ tỷ thể thân ý xúc cũng chẳng thể được, cầu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể được, cầu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể được, cầu địa giới chẳng thể được, cầu thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể được, cầu vô minh chẳng thể được, cầu hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể được, cầu bố thí ba la mật đa chẳng thể được, cầu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể được, cầu pháp không nội chẳng thể được, cầu pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả khác, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể được. Cầu chân như chẳng thể được, cầu pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể được. Cầu bốn niệm trụ chẳng thể được, cầu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể được. Cầu thánh đế khổ chẳng thể được, cầu thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể được. Cầu bốn tịnh lự chẳng thể được, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể được. Cầu pháp môn giải thoát không chẳng thể được, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể được. Cầu tám giải thoát chẳng thể được, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể được. Cầu pháp môn tam ma địa chẳng thể được, cầu pháp môn đà la ni cũng chẳng thể được. Cầu năm loại mắt chẳng thể được, cầu sáu phép thần thông cũng chẳng thể được. Cầu mười lực Phật chẳng thể được, cầu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể được. Cầu pháp không quên mất chẳng thể được, cầu tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể được. Cầu trí nhất thiết chẳng thể được, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể được. Cầu quả dự lưu chẳng thể được, cầu quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng thể được. Cầu quả vị độc giác chẳng thể được, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể được. Cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng thể được, các loại hữu tình cũng chẳng thể nắm cầu được. Như thế nhất định không có sự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Thì tại sao Thế Tôn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, đó là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định? Phật dạy: Này thiện hiện, ta dùng năm loại mắt như thật quán sát, nhất định vô ngã có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, đó là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định. Nhưng các hữu tình ngu si điên đảo, đối với pháp phi thật khởi tưởng là thật pháp, đối với hữu tình phi thật khởi tưởng thật hữu tình,
ta vì dẹp trừ chấp trước hư vọng đó, nên nương vào thế tục mà nói, chứ chẳng y cứ vào thắng nghĩa. Hết quyển thứ 362.